Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nha các bạn. Thì hôm nay Lợi trả lời một thắc mắc của bạn Thành Phú VN. Bạn hỏi về liên quan về toán có lời văn thì các bạn nhớ tóm tắt nha, tóm tắt. Rồi, bắt đầu mình đọc đề nè. Một cái mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 60m. Chiều dài 60cm. Chiều rộng bằng 2/3. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích chấm hỏi. Thì để tính chu vi và diện tích, các bạn phải có chiều dài và chiều rộng. Chiều dài có chưa? Rồi, vậy các bạn phải tính chiều rộng. Thì các bạn nhìn vào cái chỗ này nè, giúp Lợi nè. Thì ở đây có hai cách nha. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Ý nó chiều rộng sẽ lấy 2/3 nhân cho chiều dài là nhân cho 60. Vậy các bạn có thể lấy 2/3 nhân 60. Đây là cách 1. Được chưa? Các bạn sẽ tính được chiều rộng. Cách 2, các bạn nhìn nè. Rộng chiếm mấy phần à? Rộng là cái số chân tử nè. 2. Dài chiếm mấy à? 3. Được chưa ạ? 3 phần. Vậy 60 mét này là của mấy phần ạ? Của 3 phần. Ta lấy 60 chia 3 ra số mét của một phần, rồi nhân với số phần của chiều rộng là 2. Ok chưa? Hai cách đó như nhau, kết quả ra như nhau các bạn. Tùy các bạn dùng cách nào là quyền của các bạn. Được chưa? Thì mình sẽ giải nha. Giải mình tính chiều rộng hình chữ nhật là, thì Lợi sẽ tính bằng cách 2, đó là 60 nè chia cho cái số phần của chiều dài nè là 3. Đây là số mét của một phần nè, mà hằng rộng mấy phần à? 2 phần. Vậy nhân 2. 60 chia 3 được 20, 20 nhân 2 được 40 cm. Khi đã có chiều dài và chiều rộng, các bạn sẽ tính được chu vi hình chữ nhật là, thì chu vi hình chữ nhật sẽ lấy dài 60 cộng rộng tất cả nhân 2. Phép tính các bạn làm trong ngoặc rồi tới phép nhân ra kết quả bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi. Tương tự diện tích hình chữ nhật là, ta lấy dài nhân rộng bằng bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi và nhớ đáp số chấm hỏi centimet và centimet vô. Được chưa? Đây là diện tích, đây là chu vi, đây là diện tích. Ok chưa ạ? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa.